Các bạn đã bao giờ nghe về loài cá thòi lòi chưa? Cái tên nói lên tất cả, thực tế chúng sở hữu vẻ ngoài cũng không được xinh đẹp cho lắm. Vậy rốt cuộc còn những sự thật đáng sợ nào ẩn sau loài sinh vật độc lạ này? Hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé! Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Ba Thái bình luận, lâu rồi em mới xem lại kênh chị. Ơ kìa em bỏ đi đâu mất mà giờ mới quay lại. Có biết chị nhớ em lắm không? Vắng đi một khán giả chị thấy lòng mình trống trải vô cùng. Tiếp theo bạn Khánh Bùi bình luận, em sắp thi cấp 3, mong chị cho em lên TV một lần. Chúc em thi thật tốt nha. Chị cho lên TV mà còn không làm được bài là chị dỗi. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, hiện tại chúng ta đang đồng hành cùng anh Thái Dối có mặt ở một trang trại nuôi bò. Ngày hôm nay anh muốn giới thiệu về một thực phẩm thượng hạng và xa xỉ. Không gì khác đó chính là thịt bò Wagyu, loại thịt cao cấp Nhật Bản mang hương vị không giống bất kỳ một loại thịt bò nào khác. Tại nơi đây, bò Wagyu Nhật Bản được nuôi dưỡng và nhân giống theo các nguyên tắc nghiêm ngặt. Để bảo vệ dòng giống của bò này, việc gây giống được kiểm soát kỹ lưỡng. Tất cả bê con được sinh ra theo quy trình này đều sẽ được gắn một số nhận dạng cá nhân để có thể truy xuất nguồn gốc trang trại ban đầu của chúng. Mỗi con bò đều được ghi lại ngày sinh, huyết thống và nơi sinh. Hầu hết Wagyu được nuôi dưỡng bởi các nhà gây giống trong 8 đến 10 tháng và sau đó được gửi đi bán đấu giá cho những người nông dân sẽ nuôi chúng. Việc tạo ra môi trường giúp những con bò có thể sống thoải mái được chú ý đặc biệt. Những môi trường không mang đến căng thẳng cho bò như thế này được cho là sẽ tạo ra thịt bò có chất thịt mềm mại. Những con bò đang mang thai và bò đực sẽ được ăn cỏ trên đồng cỏ, trong khi bê và những con bò đực khác sẽ được cho ăn lúa gạo, lúa mì và cỏ khô cao cấp, nước sạch, không khí trong lành, trang trại rộng rãi và sự chăm sóc tỉ mỉ, riêng biệt là tất cả các yếu tố để nâng Wagyu xứng tầm với vị thế xa hoa của mình. Trải qua quá trình nuôi dưỡng cẩn thận tỉ mỉ, khi bò đạt tới kích thước nhất định, tất cả được di chuyển tới nhà máy chế biến. Đây cũng là nơi những con bò Wagyu đắt đỏ được hóa kiếp. Để tránh tình trạng khách hàng mua nhầm sản phẩm kém chất lượng, trên mỗi con bò đều đã được dán tem và đóng dấu kiểm định. Thông thường, mỗi con bò trước khi tung ra thị trường tiêu thụ sẽ phải trải qua thêm bước đánh giá chất lượng. Dựa theo quy chuẩn chung thì điều cốt yếu tạo nên thương hiệu bò Wagyu là thịt bò phải được đánh giá chất lượng A4 hoặc A5, nếu là A3 thì đó không thể là bò Wagyu. Để mà nói về hương vị thì kết cấu mềm mịn như bơ là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Wagyu. Lớp mỡ dầu omega 3 và 6 đan đều như một tấm lưới trên khắp bắp thịt. Vân mỡ cẩm thạch này sẽ tạo ra kết cấu mềm mại, tan chảy ngay trong miệng người ăn. Hương thơm ngọt ngào, êm dịu của Wagyu cũng được cho là đặc điểm nổi trội so với các loại thịt bò khác. Thông thường các đầu bếp sẽ có nhiều cách chế biến khác nhau. Tuy nhiên, các phương pháp được ưa chuộng nhất là sử dụng thịt thái lát mỏng. Như vậy sẽ giúp thưởng thức được vân mỡ cẩm thạch và kết cấu ngon nhất. Đặc biệt, trước khi trở về, anh còn có cơ hội được trực tiếp quan sát quá trình một anh đầu bếp chế biến loại thịt đắt đỏ. Đúng là chuyên gia có khác, anh chàng làm gì cũng thoăn thoắt luôn. Không mất quá nhiều thời gian, một đĩa thịt xếp hình hoa hồng đã ra đời. Chưa dừng lại ở đó, thứ tiếp theo được đem ra là cả một tảng sườn to chả bá lửa. Thế nhưng anh đầu bếp không hề nao núng. Có vẻ như anh đã quá quen với công việc này rồi. Chỉ thấy anh cẩn thận dùng dao lọc tách từng khúc xương một. Cái khó nhất của quy trình này là làm sao giữ phần thịt sườn nguyên vẹn nhất có thể. Và không có gì quá ngạc nhiên khi anh đầu bếp thực hiện yêu cầu ấy dễ như ăn kẹo. Đưa vào tay anh thái chắc lúc nữa còn đúng cái nịt các bạn ạ. Tiếp đó, từng miếng thịt ngon lành cành đào sẽ được đưa vào máy để cắt thành từng lát mỏng. Dĩ nhiên anh Thái không thể bỏ qua cơ hội này. Anh nhanh chóng chốt đơn được một cục xương sườn siêu to khổng lồ với mức giá phải chăng. Theo đúng kế hoạch là anh sẽ đem nó về trao cho một trong những đầu bếp yêu thích nhờ anh chế biến thành những món ăn thật ngon. Không phụ lòng anh Thái mong mỏi, người đầu bếp nhanh chóng lấy ra những đồ ăn kèm cần thiết. Chẳng hạn như có trứng nhím biển, cơm nắm và rượu sake. Món ăn đầu tiên đã xuất hiện. Một miếng cơm ăn kèm với thịt bò và chút hành thực sự khiến anh Thái hài lòng. Món ăn thứ hai là thịt bò nướng. Sau khi lọc thịt và thái thành những miếng nhỏ vừa ăn, anh đầu bếp nướng trực tiếp thịt bò trên bếp. Nhưng trước đó sẽ phải dùng dao để tạo thành các họa tiết kazo. Như vậy khi nướng xong thịt sẽ đẹp mắt hơn nhiều. Món này tuy cách làm đơn giản nhưng lại có hương vị vượt ngoài sức mong đợi. Bởi sự ngon nó đã nằm sẵn trong miếng thịt rồi. Đối với món thứ ba cũng là cuối cùng, anh đầu bếp đã thái thịt khá dày, tẩm với bột chiên xù và đem kẹp chung với bánh mì. Cũng là sandwich nhưng mà nó lạ lắm. Một chiếc bánh này có giá lên tới vài trăm nghìn là ít. Các bạn thấy sao về những trải nghiệm ẩm thực thú vị vừa rồi và có muốn tiếp tục tham gia nhiều chuyến hành trình nữa không? Nếu có thì ngay sau đây Mèo sẽ thỏa mãn mọi người luôn. Chuyện chẳng là anh ba trà cú rảnh rỗi sinh nông nổi, ngồi nhà xem mấy youtuber mukbang thấy có món cá thỏi lòi trông cũng độc lạ. Vậy nên không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, anh đã cưỡi máy bay tìm tới vùng đầm lầy nơi được cho là có nhiều cá thỏi lòi nhất.
Muốn biết có những sự thật thú vị nào sẽ được đem ra ánh sáng thì hãy tiếp tục theo dõi để anh ba bật mí cho nhé. Nếu mèo không nhầm thì chính xác chỗ anh ba đang có mặt là tại Việt Nam. Nhờ mồm mép khéo léo cũng như quan hệ rộng mà anh đã nhờ được một người nông dân dẫn mình đi bắt cá thòi lòi cùng. Theo kinh nghiệm được chia sẻ, cá thòi lòi sẽ đào các lỗ nhỏ trong đầm lầy và sinh sống ở đó luôn. Vậy nên muốn bắt được chúng sẽ cần tới những chiếc cần câu chuyên dụng. Chỉ đơn giản là một nhánh cây nhỏ được buộc thêm sợi chỉ ở đầu. Thả mồi câu xuống dưới lỗ và chờ đợi là sẽ thấy cá xuất hiện. Nghe lý thuyết thì đơn giản thế nhưng anh nông dân cũng đã phải trải qua mấy năm lăn lộn mới thuần thục được như hiện tại. Để chuyến trải nghiệm được thực tế hơn, anh ba trà cú xin phép cho mình được trực tiếp thả câu một lần. Loại mồi câu được sử dụng là thịt tôm tươi. Anh nông dân cho biết tại Việt Nam, đây là thứ dễ kiếm và hiệu quả khi sử dụng đã được công nhận. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình mà ngay sau đó không lâu, anh ba trà cú đã thực sự được thấy một con cá thòi lòi. Nhìn nó ở ngoài đời không khác gì trên mạng luôn. Hai cặp mắt lồi to luôn hướng về phía trước. Cơ thể nó thì giống cá như phần đầu trông giống ếch hơn. Mỗi lần đi câu thế này, số lượng cá thòi lòi bắt được không nhiều. Tuy nhiên vì hôm nay có khách quý nên gia đình anh nông dân quyết định đem tất cả đi chiêu đãi luôn. Một trong những phương pháp đơn giản nhất chính là nướng chui. Từng con cá được xiên vào các que dài và nướng trực tiếp trên bếp củi. Tới khi cá chín có thể dễ dàng bẻ đôi ra và thấy được phần thịt ngon lành phía trong. Lần đầu được thưởng thức anh ba cũng không ngờ nó ngon tới vậy. Thịt cá nướng nhưng không hề khô mà vẫn rất thơm và mềm. Món này chấm với sốt cay và nhấm nháp với tí cồn nữa thì thôi rồi Lượng ơi. Tuy nhiên vì lý do chuyến hành trình còn dài nên anh đã từ chối lời mời làm vài chén của hai bố con anh nông dân. Chủ yếu hôm nay tới đây được ăn thử thịt cá thòi lòi là anh thấy mãn nguyện lắm rồi. Tiếp theo, cảm thấy mấy con vừa rồi chưa đủ lót dạ, anh ba đã hỏi thăm và tìm tới một nhà hàng chuyên bán cá thòi lòi trong khu vực. Tại đây cá được bày bán trong bể, khách muốn ăn con nào có thể tự mình lựa chọn. Dĩ nhiên với anh ba thì phải lấy những con to nhất anh mới đã cái nư. Người đầu bếp chính phục vụ anh ba hôm nay chính là chị chủ nhà hàng luôn. Chị cho biết đã mở nhà hàng được chục năm rồi, và món ăn chị tự tin nhất cũng là từ cá thòi lòi. Bảo sao chưa đầy 1 phút 30 giây chị đã xử lý xong một con cá. Cá thòi lòi sau khi lột ra, phần thịt phía trong có màu đỏ. Chị chủ nhanh nhẹn ướp cá với rất nhiều gia vị khác nhau để tạo màu và vị. Cuối cùng sau khoảng 30 phút, bày ra trước mắt anh ba là một bàn thức ăn thịnh soạn. Dĩ nhiên rồi, nguyên liệu chính vẫn là cá thòi lòi nhưng được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Vừa ăn anh vừa liên tục trầm trồ. Nói thật khi chưa ăn anh cứ nghĩ loài cá này nhiều xương lắm cơ. Nhưng ai ngờ lại toàn thịt thế này. Đối với món cá chiên giòn anh đã thấy chị chủ thả trực tiếp cả con vào chảo ngập dầu. Khi làm như vậy thịt cá sẽ mọng nước hơn so với nướng. Không những thế lớp da bên ngoài cũng giòn hơn ăn rất đưa miệng. Vậy là ngày hôm nay, không chỉ được tham gia quá trình câu cá thòi lòi mà anh ba trà cú còn được thưởng thức rất nhiều món ngon chế biến từ loài sinh vật này. Túm cái váy lại anh thấy công sức và tiền bạc bỏ ra không hề hoang phí. Nói thật là mèo người Việt Nam nhưng cũng chưa từng nhìn thấy hay thử qua loài cá này. Chắc các bạn ở miền Trung sẽ biết rõ về chúng hơn. Có gì mọi người cho mèo xin tí cảm nhận và lời khuyên xem có nên tìm mua và ăn thử không nhé. Còn bây giờ đã tới lúc tạm nói lời chia tay anh ba trà cú rồi. Bởi phía bên này, anh Hải Gióng đang rất hào hứng muốn khoe với chúng ta một món hởi anh mới cậu được. Cá sấu ăn thịt người thì mèo thấy nhiều trên TV rồi. Nhưng mà để nói về người ăn thịt cá sấu thì hôm nay mèo mới được biết. Anh Hải Gióng bảo sáng nay đi chợ thấy người ta bày bán, vì tò mò nên anh quyết định xuống tiền. May mà em nó đã ra đi chân lạnh toát rồi, không thì có cho thêm tiền anh cũng chẳng dám. Đầu tiên anh sẽ rủ thêm người hảo anh em qua phụ giúp. Thêm người thêm vui chứ có gì đâu mà. Sau khi đã dùng vòi áp suất cao rửa sạch da cá, các anh đặt nó lên bàn mổ. Đúng là nhìn một sinh vật thế này cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng anh Hải là người đưa ra quyết định lột da nó trước. Công việc này không khó nhưng đòi hỏi sự khéo léo cẩn thận. Bởi vì tấm da này cũng đem lại giá trị kinh tế. Lọc được nguyên tấm có khi anh bán lại còn hời hơn cả tiền mua cá. Sau bao cố gắng thì cuối cùng phần da trên lưng đã được tách ra. Tới tận giờ phút này anh Hải vẫn không thể tin được là mình dám mua hẳn một con cá sấu về làm thịt. Lúc thấy em nó anh cũng đã phân vân dữ lắm. Nhưng rồi nhận thấy rằng nếu bỏ lỡ nhau anh sẽ hối hận cả đời mất. Vậy nên bây giờ con cá đã đang yên vị ở đây. Mặc cho anh Hải chìm trong những dòng suy tư thì hảo anh em bên cạnh vẫn đang cực kỳ miệt mài. Tự nhiên không mất tiền lại được ăn thịt cá sấu thì ai mà không thích. Đã vậy anh này còn được cái ham học. Vừa làm anh vừa thắc mắc liệu rằng ẩn giấu dưới lớp da này có điều gì đặc biệt không. Một lúc sau đó thì đã có thêm hai anh nữa kéo tới. Dĩ nhiên họ không quên đem theo tí cồn để cả hội có tinh thần làm việc hơn. Lúc này thì mỗi người một tay một chân nên tốc độ công việc được đẩy nhanh vô cùng. Trong khi một anh đang nhóm bếp thì ba anh còn lại tập trung vào xử lý con cá. Cứ có miếng da nào được bỏ ra là anh Hải nhanh tay cuốn gọn lại để qua một bên. Mèo nghĩ một con cá như này sẽ có đủ da để sản xuất một chiếc túi cũng nên. Không biết các anh này có giấu nghề không mà trước khi làm ai cũng sợ hỏng việc. Nhưng khi làm xong thì thành phẩm cuối cùng là một tấm da nguyên vẹn và khá sạch sẽ. Mèo nhìn mà còn thấy bất ngờ luôn á. Khi tất cả da đã được lọc bỏ thì cũng là lúc các anh chuyển qua lọc thịt.
Tất cả nội tạng phía trong sẽ được bỏ đi vì không ai biết cách xử lý cả. Bây giờ nhìn con cá chỉ còn lại chút ít xương và thịt chứ không còn to như trước nữa. Nhưng bù lại phần thịt có vẻ chất con nhà bà Lượng. Mèo thì chắc chắn là chưa được ăn thịt cá sấu bao giờ rồi. Nhưng thấy thiên hạ đồn là thịt bọn này vừa ngon vừa dinh dưỡng. Cụ thể, thịt cá sấu có giá trị dinh dưỡng cao không thua kém thịt bò, thịt gà. Đồng thời còn có tác dụng lọc máu, giải độc, tăng cường sức khỏe. So với các loại thịt thường dùng như thịt lợn bò gà, thịt cá sấu ít chất béo hơn và có nhiều chất khoáng hơn, có thể dùng cho mọi người và mọi lứa tuổi. Những nghiên cứu khoa học còn cho thấy, hệ miễn dịch của cá sấu hoạt động rất mạnh. Điều này giúp chúng tự chữa lành các vết thương nhanh chóng và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm các mầm bệnh. Tự nhiên nghe các tác dụng kể trên mèo lại muốn được ăn thử thịt cá sấu quá. Không những thế, nhìn những miếng thịt ngon lành đang được xếp ngay ngắn ra khay như này ai mà chịu được cơ chứ. Theo đúng kế hoạch thì thịt sẽ được tẩm ướp cho đậm đà. Trước khi đem chúng đi nướng, các anh lại rủ nhau đồng khởi một cái ăn mừng giai đoạn sơ chế hoàn thành. Nói chung cũng chỉ là cái cớ thôi. Chủ yếu vẫn là chẳng có mấy khi được tụ tập như này nên các anh cứ thích lả nhích. Bình thường ở nhà toàn bị sư tử Hà Đông kìm hãm nên anh nào cũng thấy bí bách lắm rồi. Quay lại với công việc chính, anh Hải cũng là đầu bếp chính đang đổ thêm rất nhiều rượu vào thịt cá để khử mùi. Tiếp đó khi gia vị đã ngấm, anh nhanh tay xiên thịt cá thành các xiên dài. Chiếc bếp nướng đã được chuẩn bị từ trước nên không cần chờ đợi quá lâu. Chưa đầy 1 phút 30 giây, một mùi thơm nức nở đã tỏa ra. Lúc này thịt cá cũng xém vàng các cạnh. Trong lúc nướng phải có anh đứng cạnh liên tục lật để thịt cá chín đều. Không nằm ngoài dự án, thành phẩm ra lò khiến anh nào cũng tấm tắc. Ăn thử trước một miếng mà anh Hải không thể chờ lâu hơn để bắt đầu vào bữa. Khai vị bằng một chén rượu, sau đó những miếng thịt nướng thơm ngon được di chuyển vào dạ dày. Cái mùi thơm thơm của gia vị hòa cùng thịt cá mềm và dai. Nghĩ thôi mèo đã thấy cái bụng sôi lên ủng ục. Còn các bạn thì sao, có muốn được ăn thử món này giống mèo không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.